Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đến với lời của Chúa và sau đó ít nhất là 20 phút nữa chúng ta sẽ có cơ hội để tiếp tục thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần có lời của Chúa để làm nền tảng cho sự thờ phượng buổi sáng hôm nay. Câu Kinh Thánh ở trên màn hình thì rất là quen thuộc với chúng ta, phải không? Bởi vì suốt trong mùa Giáng sinh, chúng ta đã được nghe nhắc đến, đã được nhìn thấy nhiều lần rồi. Và nếu làm con trai con gái của Chúa, là một cơ đốc nhân thì chúng ta thường dùng để khích lệ nhiều người khi kêu gọi họ nhận Chúa làm cứu Chúa của mình để được quyền làm con của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng chân lý như là một viên kim cương, có nhiều khía cạnh khác nhau, có nhiều mảnh mặt khác nhau. Vì vậy, khi người ta ngắm một viên kim cương thì cái đẹp của nó, cái giá trị của nó là có rất nhiều mặt phản chiếu lấp lánh. Thường là trong hội thánh chúng ta bị thiếu đi. Và thật ra điều đó là đúng thôi, bởi vì thì giờ không cho phép. Và đôi khi cả cuộc đời của chúng ta cũng không đủ để có thể nghiên cứu chân lý của Chúa. Vì vậy, đôi khi chúng ta thấy nhấn mạnh một khía cạnh này mà bỏ một khía cạnh khác. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, làm con của Đức Chúa Trời thì có đặc quyền và có nhiệm vụ. Đúng không quý vị? Là một công dân thì cũng vậy. Chúng ta có những quyền lợi, nhưng mà cũng có những nghĩa vụ. Cảm ơn Chúa, trong gia đình của chúng tôi thì có 41 cháu là con mà chúng tôi đã cưu mang từ 7-8 năm qua. Đứa bé nhất lúc bây giờ là 7 tuổi thôi, 8 tuổi thôi. Và cảm ơn Chúa, đây là cái giai đoạn rất là tuyệt vời. Bởi vì chúng tôi nói với nhau là sau nhiều năm thì các cháu đã ổn định, bởi vì ngày mới về không biết là mình có được yêu thật không, cho nên dè chừng. Nhưng mà bây giờ sau nhiều năm rồi, trải qua những cái hoàn cảnh khác nhau, thì những cháu lớn biết rằng mình được quan tâm, mình được yêu thương thật, và tâm tánh của các cháu trở nên nhẹ nhàng, bắt đầu có trách nhiệm rồi. Chúng ta thử tưởng tượng là nếu mình có những đứa con mà 30 tuổi nó vẫn là một đứa con luôn luôn nhõng nhẽo mè nheo, thì là cha là mẹ, chúng ta sẽ vui hay buồn? Chắc chắn không có bậc cha mẹ nào muốn như vậy cả. Và tôi muốn mượn hình ảnh đó để nói rằng chúng ta là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta và chúng ta sẽ không bao giờ mất quyền làm con. Đã là con thì 95 tuổi vẫn là con, đúng không? Không phải là sau năm 30 tuổi là hết làm con, lúc bây giờ là làm cha làm mẹ. Dĩ nhiên là làm cha làm mẹ có thêm một khía cạnh nữa, nhưng mà về một khía cạnh khác thì vẫn là con, bởi vì có những người cha, người mẹ. Và sáng hôm nay tôi muốn thưa với quý vị, làm con của Đức Chúa Trời thì Chúa hứa rất rõ ràng. Đó là, xin nhìn ở đây để giúp mục sư với. Lời hứa của Chúa: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Đây là lời hứa dành cho những người con. Và cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm rồi. Chúa này gọi chúng ta, hãy kêu cầu ta. Và thậm chí ở trong văn, bạn kỹ thuật có ai đã cắm cái đuôi vô chưa ạ? Mục sư không điều khiển được. Xin trả lại cái câu Kinh Thánh trước. Vâng, Chúa gọi, Chúa mời.
mời gọi chúng ta cầu nguyện bất cứ điều gì. Danh thì Chúa Giêsu nói rằng đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Nói một cách khác là con mà không biết xin thì là Chúa buồn, phải không? Chúa trách đó. Bởi vì là con có vô số những đặc quyền và chúng ta có quyền xin, có quyền thưa với Chúa, có quyền nài nỉ với Chúa để mình nhận được. Tuy nhiên, còn một phương diện nữa, Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu, dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Đến với Chúa được làm con của Ngài sung sướng quá, được sự chăm sóc của Ngài, và thật, đó là thật. Bởi vì Chúa nói rằng, ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Rồi Chúa nói rằng, dầu đàn bà có quên cho con mình bú, thì ta cũng chẳng bao giờ quên con. Vâng, rất nhiều điều như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng ta hãy chú ý đến một khía cạnh khác, đó là con thì là trong nhà của Chúa, cần phải có trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm mà Chúa muốn tất cả chúng ta đều có, hãy nhìn lên màn hình và chúng ta hãy cùng đọc chung với nhau. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Tôi không biết là chúng ta có sẵn sàng quay nghiêng cái viên kim cương để nhìn vào một khía cạnh khác của nó, để nhìn ngắm không, hay là cứ giữ mãi ở một mặt thôi. Có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng, ồ, sao chức thầy tế lễ nhà vua nghe có vẻ xa lạ quá. Cái này là dành cho người Do Thái mà. Tôi là người Việt Nam, tôi là con của Chúa thôi. Thật ra Kinh Thánh nói rất rõ ràng, anh em, và thư này không phải viết cho người Do Thái mà thôi, nhưng viết cho tất cả những người thuộc về Chúa Giêsu. Anh em, trong đó có tôi, có ông bạn chị em, có những người Việt Nam, có những người Campuchia, có những người Indonesia, có những người Thái Lan, có những người Đài Loan, có tất cả mà người đó là con của Chúa. Như vậy thì là chúng ta có đặc quyền. Làm con của Chúa thì tuyệt vời lắm. Chỉ cần la lên thôi, và thậm chí lời chưa ở trên lưỡi chúng ta thì Chúa cũng đã biết trọn hết rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta hãy nhìn đến khía cạnh khác. Chúa muốn chúng ta có trách nhiệm hay là có nghĩa vụ. Và một trong những nghĩa vụ đó là chúng ta được dự định để làm chức thầy tế lễ nhà vua. Bây giờ chúng ta đi qua để chúng ta hiểu một chút. Hebrew nói đến cái hệ thống thầy tế lễ, nói đến công việc của thầy tế lễ, thì chúng ta phải đọc các sách Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký mới có thể hiểu được hết. Nhưng mà có thể tóm gọn trong mấy câu ở trong Hebrew đoạn 5 như thế này. Thầy tế lễ, phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Như vậy thì một trong những công việc của thầy tế lễ đó là dâng lễ vật. Người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Đây là lý do vì sao Chúa Giêsu Ngài không ở trên trời rồi Ngài phán xuống và nói rằng ta yêu các con, ta muốn cứu các con. Chúa Giêsu Ngài đã mang lấy thân xác của con người. Ngài nếm trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Bởi vì nếu Ngài không trải qua mọi điều đó, Ngài không thể thông cảm, hiểu thấu mà làm chức vụ tế lễ được. Cho nên lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, tại sao làm con của Chúa rồi, tưởng là cuộc đời của mình sẽ hanh thông thuận lợi, tưởng là mình cầu xin gì được nấy, tại sao có những lúc bệnh tật, có những lúc bị từ khước, có những lúc bị bắt bớ, có những lúc bị nhiều đau khổ. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy đổ vỡ. Và nếu chúng ta không hiểu được, không trải qua thì không thể hiểu được, và không hiểu được thì chúng ta không còn ích lợi
khi ở trong thế giới này. Lời của Chúa nói rất rõ ràng. Người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dâng của tế lễ cũng như vì tội lỗi của dân chúng. Nhiệm vụ của thầy tế lễ trước hết phải trải qua tất cả những gì mà người khác trải qua để có thể hiểu, để có thể cảm thông. Thầy tế lễ cũng là con người cho nên phải cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của chính mình và cũng có nhiệm vụ cầu nguyện cho tội lỗi của người khác được tha nữa. Chúng ta hãy đi rất nhanh, lướt qua cái hệ thống ở trong đền thờ mà Cựu Ước mô tả. Ở đây trong ba đền thờ của Cựu Ước đó, thì chúng ta nhớ là cái cửa để vào cái khu vực đền thờ là ở đây. Khu vực này gọi là hành lang. Hành lang. Bước vào hành lang của Chúa với lời cảm tạ. Và từ đây đó thì phải đem theo những con sinh tế. Và con sinh tế đó phải được thầy tế lễ giết chứ không phải chính người đó giết. Rồi sau khi làm trọn những cái nhiệm vụ ở đây rồi thì mới bước vào trong nơi thánh. Trong nơi thánh, và đây là nơi chí thánh, thì chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm, cực thánh mới được vào trong nơi đó. Còn những thầy tế lễ khác thì làm công việc ở đây. Đây là mô hình của đền thờ. Đây là cửa, đây là khu vực hành lang. Đây là nơi thánh, đây là nơi chí thánh. Đây là đền thờ của vua Salomon đã xây dựng và tồn tại 400 năm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được điều gì? Thầy tế lễ làm nhiệm vụ đó là cầu nguyện thay cho chính mình và cho những người khác. Lâu nay có lẽ chúng ta là con thì mình cứ xin thôi, phải không? Xin hết điều này đến điều khác. Điều đó là đúng thôi. Và tôi khích lệ kêu gọi là hãy nhận lấy đặc quyền làm con. Hãy trải nghiệm biết rằng cha chăm sóc chúng ta đến mức độ nào để mình biết mình được yêu, mình được quý trọng. Nhưng mà bước vào năm mới 2024, hãy tiến thêm một bước nữa. Bởi vì thời gian qua đi, chúng ta lớn hơn một chút, chúng ta trưởng thành hơn một chút, và trong đời sống tâm linh, chúng ta ao ước Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì những đặc ân Ngài ban cho con. Nhưng mà con muốn trở thành một con người có trách nhiệm, không phải là một đứa trẻ mãi. Và một trong những trách nhiệm mà Chúa giao phó rất cụ thể rõ ràng đó, anh em là chức thầy tế lễ nhà vua. Bây giờ Hebrew nói rất rõ, hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đến trong buổi nhóm của hội thánh hát không phải là hát cho vui, tại vì không hát thì buồn lắm. Quý vị có bắt đầu hiểu ra chưa? Không hát rồi chẳng lẽ ban ca đoàn đứng ở trên này chỉ hát một mình thì chán lắm, cho nên mình phải hát. Là tư cách được chọn làm thầy tế lễ nhà vua thì thờ phượng ngợi khen là một trong những công việc của thầy tế lễ, đó là dâng tế lễ đó. Ghi nhớ điều đó. Và một lát nữa đây, khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta biết không phải hát cho lòng của mình có cảm xúc, không phải để mình chìm ngập trong âm nhạc. Nhưng Chúa ơi, Ngài yêu con quá đỗi, con là con của Ngài, Ngài dự định con sẽ làm chức vụ tế lễ, và con muốn dâng tế lễ bằng lời ngợi khen, bằng những bài thánh ca lên cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Rồi Kinh Thánh còn nói, chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa nói lúc nãy, dâng hiến là để bày tỏ rằng mình sẵn sàng ban ra. Nếu không dám dâng hiến thì làm sao dám cho một người khác, làm sao dám làm việc lành. Và hãy nhớ, buổi sáng hôm nay điều tôi muốn chia sẻ rất đơn giản thôi. Chúng ta được lựa chọn để làm thầy tế lễ. Và công việc của thầy tế lễ đó là dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Thờ phượng là dâng của tế lễ. Dâng cho Chúa
và dâng cho chính mình và dâng cho người khác nữa. Những người thân của chúng ta, họ chưa biết Chúa. Cho nên hãy nhớ rằng lời cầu nguyện của họ gần tới Chúa ở đây thì bị đám mây tội lỗi chặn lại và rớt ngược trở lại. Nhưng mà chúng ta là người thuộc về Chúa, mình có quyền kêu cầu và lời cầu nguyện của chúng ta có thể đâm thủng cái đám mây đó để tới tai của Chúa cho một người chồng, cho một người vợ, cho một đứa con, cho một người bà con thân thuộc chưa biết Chúa, để Chúa có thể hành động trong đời sống của họ. Và lời của Chúa nói rất rõ, thầy tế lễ, chúng ta đã trải qua đời sống theo Chúa, càng hầu việc Chúa trung tín thì đừng có nói là hầu việc Chúa hay là làm mục sư hay là làm con cái của Chúa lâu năm là chúng ta không bao giờ trải qua những cái nan đề trong đời sống. Ai trong chúng ta cũng đã từng lên bờ xuống ruộng, bởi vì thầy tế lễ không thể tránh khỏi mọi điều đó mà. Để chúng ta có thể hiểu, và khi hiểu thì chúng ta làm chức vụ thầy tế lễ là cầu nguyện cho những người khác. Khi chúng ta cầu nguyện cho một người đau ốm thì chúng ta hiểu được một người đau ốm họ đang tuyệt vọng đến mức nào. Khi chúng ta cầu nguyện cho một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chúng ta cũng sẽ hiểu được những hệ lụy của nó là lớn biết chừng nào. Khi chúng ta cầu nguyện cho một người phạm tội thì chúng ta biết rằng họ xa cách Đức Chúa Trời, họ buồn bã đến mức nào, và sẽ giúp cho chức vụ tế lễ của chúng ta được trở nên hiệu quả. Xin hãy đứng lên để chúng ta cầu nguyện với Chúa, và chúng ta sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa trong tinh thần như lời của Chúa dạy. Chúa ơi, con sẽ hát. Trước đây con đã từng hát 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà bây giờ, lời của Chúa cho biết rằng con muốn được học tập để làm chức vụ tế lễ. Hát là dân của tế lễ. Vì Ngài kêu gọi con. Lạy Cha rất yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì đặc ân vô cùng lớn lao Ngài dành cho mỗi chúng con. Ngài hứa rằng Ngài chẳng bao giờ lìa chúng con, chẳng bao giờ bỏ chúng con. Thật vậy, đó là lời hứa chắc chắn, vì chúng con được chọn làm con của Ngài. Và Cha ơi, Ngài đặt chúng con giữa thế giới này để chúng con tiếp tục làm thầy tế lễ, dâng lên Chúa những của tế lễ. Thầy tế lễ sẽ cầu nguyện cho những người chung quanh, cho đất nước, cho thế hệ mà chúng con đang sống ở đây. Và con cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ để chúng con ý thức được điều đó là một đặc ân cao quý, là điều kỳ diệu. Ngài sẽ mỉm cười khi nhìn thấy mỗi chúng con là những đứa con được trưởng thành, bắt đầu cưu mang những trách nhiệm khác nhau ở trong nhà của Ngài. Ô hallelujah! Khi chúng con nhìn thấy những người chưa biết Chúa thì xin Chúa cho chúng con dâng của tế lễ bằng môi miệng xưng danh Ngài ra. Đó không phải là trách nhiệm, đó không phải là đòi buộc của hội thánh, mà đó là một đặc ân được làm tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Khi chúng con thấy những người thiếu thốn cần được bố thí, cần được giúp đỡ thì chúng con biết rằng lại một cơ hội nữa để chúng con dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời là đấng yêu chúng con. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh ơi, xin tiếp tục hành động và chiếm hữu trong chúng con, hướng dẫn chúng con trong thời giờ này. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah, 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 hallelujah.
Cựu Ước ghi lại rằng khi các thầy tế lễ dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời thì một đám mây vây phủ đền thờ vì Chúa hiện diện ở đó. Chúng ta hãy nghĩ xem, mỗi lần đến đây không phải chỉ là hát, nhưng chúng ta ý thức được rằng giai điệu của âm nhạc, từng lời của bài hát, đó là một hành động dâng tế lễ. Chúa sẽ đến. Không có bệnh tật nào đứng vững trong sự hiện diện của Chúa. Không có nan đề nào là quá lớn trước sự hiện diện vĩ đại của Đức Chúa Trời. Những mệt mỏi sẽ được tan biến. Ngài sẽ phán với chúng ta phương hướng. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta để chúng ta được điều chỉnh lại. Quý vị có thấy đó là đặc ân không? Những người mới đến với Hội Thánh, họ biết rằng quả thật có một Đức Chúa Trời sống đang ở giữa. Họ sẽ mở lòng ra với Đức Chúa Trời. Chúng ta được tự do biểu lộ qua hành động. Chúng ta được tự do vì Chúa đang ở đây. Đừng để tất cả những điều chung quanh chi phối mình. Đừng lo rằng người ta sẽ nghĩ gì về mình. Vì tôi đang thi hành chức vụ tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời như lời của Ngài mong muốn. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Thánh Linh của Chúa đang ở đây.
những thầy tế lễ cũng phải học tập để làm công việc của mình. Chúa nói rằng chớ ai đi đến trước mặt Ngài mà không có của lễ. Chúa ơi, của lễ của con không phải là tiền bạc, không phải là bất cứ điều gì, bằng sự thờ phượng Ngài, bằng lời ngợi khen Ngài. Chúa sẽ mỉm cười, Ngài sẽ cho chúng ta bước đến gần Ngài. Lúc bây giờ chúng ta sẽ có thể trải lòng mình ra, ngã vào ngực Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con chịu hết nỗi rồi. Chúa ơi, con cần Ngài. Chúa ơi, con yêu Ngài. Thờ phượng Chúa là một đặc ân. Hãy nhớ rằng ngày xưa không một người nào được bước vào trong đền thờ để gặp gỡ Chúa mà không qua thầy tế lễ. Ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta là thầy tế lễ mà chúng ta không cầu nguyện cho người thân của mình, chúng ta không cầu nguyện cho những người chung quanh mình, làm sao lời cầu nguyện của họ thấu đến Đức Chúa Trời được? Và đây là thì giờ chúng ta thi hành chức vụ của thầy tế lễ bằng việc cầu thay cho người khác, cầu thay cho cả dân sự. Hãy nhớ lại những năm tháng chúng ta ở ngoài Chúa, tuyệt vọng, buồn bã, vô nghĩa làm sao. Vậy mà biết bao nhiêu người còn ở ngoài Chúa, không biết đến Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại những giây phút chúng ta yếu đuối, bấp ngã trong đức tin, chúng ta mặc cảm thế nào. Và bây giờ là lúc chúng ta làm nhiệm vụ thầy tế lễ để cầu thay cho những người yếu đuối trong hội thánh, đã từng mạnh mẽ nhưng bây giờ không còn thế ở trong hội thánh nữa. Cầu thay cho người khác là nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng ta với tư cách là thầy tế lễ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.